Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim 10 nhận được 10 đồng token Rockfish. Rockfish Penalty. Một số thông tin về đồng token này, sự tổng cung phát hành của nó là 20 triệu và đã có 819 tài khoản holder, đã phát sinh 2.122 lượt giao dịch. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.drop.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc ngay ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chú Ethereum của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình nhé. Nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.drop.net, truy cập vào bước 2, một cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, chương trình AirDrop đã sẽ kết thúc vào 5 ngày nữa. Các bạn nào bạn nhấp vào đây giúp mình nhé, yêu cầu AirDrop. Rồi thì nó hiển thị ra cái bảng như thế này, thì các bạn ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,03, min thấp nhất là 0,03 BLB để mua cái đồng đã ta cần proxy này để hold tích trữ lâu dài nhé. Còn nếu bạn cả lan bạn bạn nhấp vào phần này. Rồi, nơi có kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví ra là 0,000544 BLB, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, nó báo yêu cầu thành công, các bạn quay trở lại ví. Đây, giao dịch đang được xử lý nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.drop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được bên mình update lên web hàng ngày. Bạn lưu ý đối với trên website là claim.drop.net thì là cái cột bên cánh tay phải là những cái dự án miễn phí phần thưởng token sắp hết hạn. Đây, ví dụ như cái dự án này hoặc là cái dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày gần nhất nha. Để các bạn nhấp vào đó thì các bạn chưa tham gia thì hãy tham gia nha, nhấp vào đây và các bạn lấy cái contract ở đây và dán theo ví ví của các bạn và sang website của nó để claim thôi nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 10 đồng token Roxy currency. Thì các bạn có thể vào website claim.drop.net đăng ký nếu chủ bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, Metalo, MXC và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.